Đó, các bạn phải bỏ ba cái trứng này vào và cái này cách. Chào các bạn. Hôm nay mình xin review cho các bạn xem một mẫu nữa. Đó là mẫu đồ chơi, đó là con gà đẻ trứng. Con gà đẻ trứng này có gì khác và giống nhau với con gà đẻ trứng trong hộp các bạn? Thì nó tóm lại nó cùng một cái chức năng, nó chạy một ngồi đẻ trứng các bạn. Khác nhau là gì? Đóng gói. Có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là con gà này á thì nó sẽ đóng gói vô một cái hộp như này các bạn. Một hộp như thế này là 6 con nha các bạn. Một hộp là 6 con. Đó là những cái mẫu gà này. Gà này là một hộp là 6 con. Thì khi các bạn mua gà này về hoặc là gà trong hộp thì các bạn có thể coi lại giùm mình. Một là kích thước hộp hoặc là kích thước sản phẩm. Còn hai là cái quy trình đóng gói như thế nào nha các bạn. Nhiều khi đồ chơi trẻ em thì mẫu mã nó rất là nhiều. Nó nhiều sản phẩm và nhiều mẫu mã lắm, thì các bạn phải xem đúng kích thước và đúng cái kiểu nó đóng gói thì nó mới chính xác được nha các bạn. Rồi. Thì bên đây mình review con gà đẻ trứng này cho các bạn xem. Thì em một hộp đó là nó bao gồm 8 con. Cái bao gồm 6 con, xin lỗi các bạn. Một hộp là bao gồm 6 con. Một hộp là bao gồm 6 con. Đó, thì sản phẩm này nó dùng sao các bạn? Sản phẩm này cũng dùng 3 nhân viên các bạn. Pin nó lắp dưới này nè, các bạn lắp 3 nhân pin vào. 3 nhân pin vào các bạn. Công tắc nằm dưới này, cái này là có bánh xe. Bánh xe là bánh xe tròn. Xe này xoay 360 độ nha các bạn. Đụng trứng ngay vật là tự động tránh ra chỗ khác. Đụng trứng ngay vật là tự động tránh ra chỗ khác. Đó các bạn xem. Thì mình sẽ cho các bạn xem sơ nét về cái sản phẩm này. Rồi mình sẽ đi vào kích thước, đi vào cái chi tiết hoạt động của nó. Đây các bạn nhìn này, mẫu gà này, hai cánh đỏ hai bên, màu mã cũng rất là đẹp các bạn. Màu sắc nó sẽ thay đổi theo vùng cổ. Cổ thay đổi có thể là màu xanh nước biển, nó không có thể là màu đỏ. Thì màu sắc cái này mình không nói rồi. Thì đây mình cho gì kích thước rồi các bạn xem. Với cái mỏng của con gà và cái mỏ con gà nó cũng thay đổi theo cái màu sắc các bạn. Đó. Cái đuôi cũng vậy, cái đuôi cũng thay đổi theo màu sắc. Đó, thì cái sản phẩm này nó xài nè, các bạn phải bỏ ba cái trứng này vào. Đó, các bạn phải bỏ ba cái trứng này vào và cái này 1, 2 nè, 3 trứng vào mình nắp lại, không bật tắt lên thì nó sẽ chạy. Đó, tiếng nhạc cũng chạy một xíu. Bạn chưa đẻ các bạn, đây đẻ trứng ra. Đây, nhìn. Rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Rất là dễ thương. Để ra. Rồi, mình cho các bạn xem về cách. Cảm ơn các bạn xem video rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video và sản phẩm mới nha.